Kính thưa quý vị, trong năm 2017, Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn Sawako sẽ cần khoảng 4.000 tỷ đồng để phát triển, sửa chữa, nâng cấp mạng lưới đường ống cấp nước trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Đây cũng là một trong những giải pháp mà đơn vị này triển khai nhằm kéo giảm tỷ lệ thất thoát nước từ 29% xuống còn 24% trong thời gian tới. Nhìn chung, nước sạch cung cấp từ đầu nhà máy đều đạt tiêu chuẩn chất lượng. Tuy nhiên, qua đọc đường, chất lượng nước chưa đảm bảo về độ đục, mùi clo ở một số tuyến ống cũ, đặc biệt ở những khu vực cách xa nhà máy nước. Mình mong muốn là nhà nước hoặc công ty cấp thoát nước thì xem xét lại đầu tư thêm những cái đường ống mới và kiểm tra lại cái hệ thống cấp thoát nước nó coi nó có rò rỉ chỗ nào hay không. Về phía tổng ty cũng có một cái kế hoạch để phát triển mạng lưới đường ống cấp nước, trong đó là có đầu tư các cái hệ thống đường ống cấp 1, cấp 2 và cấp 3. Bên cạnh đó thì cũng song song là sẽ thực hiện cái việc sửa chữa, cải tạo các cái ống cũ mục để mà nâng cái áp lực nước cho người dân thành phố. Bên cạnh những đường ống cũ thì một số đường ống bị vỡ nhưng chưa thể phát hiện kịp thời và sửa chữa ngay cũng đã góp phần làm giảm chất lượng nước và gây thất thoát nước. Những thất thoát này là không đáng có, nhưng đây lại là một trong những yếu tố được tính vào giá nước mà thành phố và người dân phải gánh chịu. Chúng tôi nghĩ là phải nghiên cứu về vấn đề mạng lưới đường ống, làm thế nào cái thất thoát ít đi. Thứ hai nữa là cái giá cả, làm thế nào cái giá cả của nông dân ngoài thành có thể giảm cái mức độ tối thiểu. Chứ nếu mà không thì cái phát triển cái nước sạch ngoài thành là cũng đang còn hạn chế. Thì để mà triển khai một lúc rất là nhiều những cái kế hoạch như vậy thì tổng công ty cũng cần phải có một cái nguồn vốn để thực hiện. Hiện nay, Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn Sawako đang xây dựng lộ trình giá nước 2017-2021 với những nội dung mục tiêu cụ thể. Việc làm này nhằm mục đích đảm bảo an toàn cấp nước, nâng cao chất lượng nước cung cấp cho người dân thành phố trong thời gian tới.